Nga nhắc phương Tây giới hạn cuộc chiến hạt nhân đang đến gần. Phương Tây đang leo thang cung cấp khí tài hạng nặng và hiện đại cho Ukraine. Nga một lần nữa không thể lặng thinh và đã lên tiếng cảnh báo phương Tây về nguy cơ nổ ra cuộc chiến hạt nhân nếu Nga tiếp tục bị dồn ép. Khi Mỹ chuẩn bị cung cấp lô khí tài mới cho Ukraine, còn Kiev đẩy mạnh hối thúc các đối tác phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại và các loại khí tài hạng nặng khác, Nga đã phản ứng bằng những lời cảnh báo cứng rắn vào hôm 18 tháng 1. Một lần nữa, Nga ám chỉ tới kho khí tài hạt nhân của mình để răn đe Mỹ và NATO chớ giúp đỡ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Cựu Tổng thống Nga Medvedev, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, tuyên bố qua mạng Telegram, việc đánh bại một cường quốc hạt nhân trong cuộc chiến quy ước có thể kích hoạt một cuộc chiến hạt nhân. Ông Medvedev viết thêm, các nước sở hữu khí tài hạt nhân chưa thua trong các xung đột lớn mà số phận của họ phụ thuộc vào. Ông Medvedev đã có các phát ngôn ngày càng cứng rắn trong thời gian xung đột Nga-Ukraine gần một năm qua. Khi được hỏi về phát biểu của Medvedev, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phát biểu đó phù hợp với học thuyết hạt nhân của Nga và không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Tương tự, trong một bài thuyết giáo vào hôm 18 tháng 1, người đứng đầu nhà thờ chính thống giáo Nga thừa nhận rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm tấn công nước Nga sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của thế giới. Giáo trưởng Kirin, người ủng hộ kiên định cho tất cả các chính sách của Kremlin nói, ngày nay có các mối đe dọa lớn đối với thế giới, đối với đất nước của chúng ta và đối với toàn nhân loại, bởi vì một số người điên rồ nghĩ rằng nước Nga sở hữu khí tài mạnh, có những con người mạnh mẽ và thường xuyên chiến thắng lại có thể bị đánh bại. Trong khi đó, tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Fedan Faten cho biết các bình luận trên là nhất quán với các tuyên bố trước đây của Nga về việc sử dụng khí tài hạt nhân. Faten cho rằng cuộc chiến hạt nhân không có bên thắng và không bao giờ được phép nổ ra. Tuần này, Tổng thống Nga đã mở rộng quân đội nước này thêm khoảng 300.000 người. Số lượng binh sĩ tại ngũ sẽ tăng lên mức 1,5 triệu người trong 3 năm tới. Ông Putin đã ra lệnh lập thêm một quân đoàn mới và hai quân khu gần biên giới với châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sau đó đề xuất một kế hoạch tham vọng để đạt được các thay đổi nói trên. Ông cho biết các cơ cấu quân sự mới sẽ được tạo ra quanh thủ đô Moscow, cố đô Saint Petersburg và Cộng hòa Karelina. Vị trí cuối cùng nằm ngay ở biên giới với Phần Lan, một quốc gia Bắc Âu đang trong quá trình trở thành một thành viên của NATO. Hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Shoigu nói rằng, đảm bảo an ninh quân sự của nhà nước, bảo vệ các chủ thể liên bang mới và các cơ sở trọng yếu của Liên bang Nga chỉ có thể được đảm bảo bằng việc củng cố các yếu tố cấu trúc chính của lực lượng vũ trang. Điện Kremlin kêu gọi các kế hoạch mở rộng quân sự này là để phản ứng lại cuộc chiến ủy nhiệm mà theo Nga tuyên bố là do phương Tây phát động chống lại Nga tại Ukraine. Một số nhà phân tích cho rằng các thay đổi này, đặc biệt là việc chia quân khu miền Tây thành vài quân khu nhỏ hơn, là sự trở lại với cách tiếp cận trước đây của Nga, cụ thể là trước năm 2010. Dara Masikot, nhà nghiên cứu chính sách cấp cao tại tập đoàn RAND nói rằng điều chỉnh này sẽ cần thêm người và thiết bị. Đây là một mục tiêu khó đạt được vào năm 2026 nếu không có những thay đổi lớn với nền kinh tế và hệ thống nhân sự của Nga. Vào ngày 18 tháng 1, Tổng thống Putin đã tới thăm một xí nghiệp quốc phòng, nhà máy Obukhovsky ở Saint Petersburg trong thời gian qua bị Mỹ trừng phạt. Tại nhà máy này, ông Putin ca ngợi các nỗ lực tăng sản lượng khí tài, bao gồm các khí tài hạng nặng. Ông Putin nói với các công nhân rằng chiến thắng cho Nga là điều tất yếu. Nga sản xuất lô đầu tiên siêu ngư lôi hạt nhân ngày tận thế. Truyền thông nhà nước Nga cho biết nước này sản xuất lô ngư lôi Poseidon đầu tiên sau khi hoàn tất các thử nghiệm phóng ngư lôi khí tài này từ tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Hãng tin TASS ngày 16 tháng 1 dẫn nguồn thạo tin cho hay Nga đã bắt tay sản xuất lô đầu tiên của siêu ngư lôi Poseidon có thể mang đầu đạn hạt nhân để triển khai trên tàu ngầm Belgorod. Lô Poseidon đầu tiên đã được sản xuất và tàu ngầm Belgorod sẽ sớm được trang bị chúng trong tương lai gần, nguồn tin nói. Hãng tin TASS cho biết các thành phần chính của Poseidon bao gồm một lò phản ứng hạt nhân để cung cấp nguồn năng lượng riêng cho ngư lôi đã được chế tạo xong. Thủy thủ đoàn của tàu ngầm hạt nhân Belgorod cũng đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm với các mẫu ngư lôi. Nga lần đầu tiên hé lộ về Poseidon trong thông điệp liên bang năm 2018 của Tổng thống Putin. Khi đó, ông Putin khẳng định Nga đã chế tạo khí tài ngầm không người lái cơ động ở độ sâu lớn, tầm di chuyển xuyên lục địa với tốc độ vượt trội tàu ngầm, các ngư lôi hiện đại và tàu nổi trên thế giới. Truyền thông Nga gọi Poseidon là ngày tận thế vì nó có khả năng san phẳng một thành phố bởi một cơn sóng thần hạt nhân khi nó được phóng ra. Đầu đạn của nó có khả năng tạo ra một vụ nổ có sức công phá 2 megaton, tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Poseidon có thể di chuyển với tốc độ cao dưới nước, nhờ hệ thống lò phản ứng hạt nhân, con số này ước tính vào khoảng gần 130 km/h,
nhanh gấp đôi tốc độ của hầu hết các tàu mặt nước. Theo RT, khi triển khai, Poseidon đủ khả năng để xóa sổ các căn cứ hải quân hay nhóm tác chiến tàu sân bay của đối thủ bằng một đòn đánh duy nhất. Mỹ cũng từng đánh giá khi Nga chính thức biên chế Poseidon, ngư lôi này sẽ là mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng tới cảng biển, căn cứ quân sự tại Duyên Hải và các nhóm tác chiến tàu biển, các tàu sân bay của Mỹ. Về bản chất, Poseidon là sự kết hợp giữa ngư lôi và thiết bị không người lái có thể phóng từ tàu ngầm hạt nhân. Hệ thống lò phản ứng hạt nhân cho phép khí tài này di chuyển với khoảng cách không giới hạn. Tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là người giữ vali hạt nhân. Một số nhà phân tích cảnh báo nguy cơ mới sau khi Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng Nga, chính thức được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo TASS, việc thay tư lệnh của chiến dịch quân sự đặc biệt phản ánh sự mở rộng quy mô và nhu cầu cải thiện khâu tổ chức và chỉ huy. Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko của Nga nhận định rằng quyết định thay tư lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đến từ việc Ukraine tiếp nhận những dòng khí tài hạng nặng và tầm xa từ phương Tây, và viễn cảnh Kiev được viện trợ xe tăng hạng nặng từ đồng minh. Bên cạnh đó, việc chuyển quyền chỉ huy chiến dịch Ukraine cho Đại tướng Gerasimov làm tăng khả năng Nga có thể sử dụng khí tài hạt nhân ở nước này. Việc bổ nhiệm tướng Gerasimov có nghĩa là toàn bộ các phương tiện hủy diệt của kho khí tài thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga có thể được triển khai mà không có ngoại lệ nào, Reuters dẫn lời ông Korotchenko. Đại tướng Valery Gerasimov là ai? Tướng Gerasimov được bổ nhiệm vào vị trí Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga vào ngày 9 tháng 11 năm 2012, 3 ngày sau khi ông Sergei Shoigu trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Tư lệnh mới của chiến dịch quân sự đặc biệt sinh ngày 8 tháng 9 năm 1955 ở Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Cả ba ông Putin, Shoigu và Gerasimov đều giữ một vali hạt nhân có thể phát động cuộc tấn công hạt nhân của quân đội Nga. Tướng Gerasimov đóng vai trò then chốt trong chiến dịch dẫn đến Nga kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2014 và việc quân đội Nga hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad xoay chuyển kết quả chiến sự ở nước này. Một ngày sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đưa tướng Gerasimov vào danh sách bị cấm vận với lý do ông là một trong ba quan chức cấp cao của chính quyền Moscow can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tướng Gerasimov đôi khi vẫn điện đàm với Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ngày 15 tháng 11 năm 2022, tướng Milley cho biết phía ông đã gọi điện thoại cho tướng Gerasimov nhưng phía Nga không bắt máy. Sau đó tên lửa rơi được xác định là của Ukraine chứ không phải Nga. Dù vậy, hãng tin AP nhận định nỗ lực kết nối không thành vào thời điểm xảy ra sự cố tên lửa rơi xuống Ba Lan làm dấy lên quan ngại về khả năng liên lạc quân sự cấp cao, song phương trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ông Gerasimov cũng là mục tiêu ám sát của phía Ukraine, buộc Mỹ phải tìm cách ngăn cản.